Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 23 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống giám sát tàu cá và 100 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày. Riêng trong tháng 3, đã phát hiện 30 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày, 18 tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ quản lý. Các tàu cá vượt ranh giới quản lý đã được kịp thời thông báo quay về vùng biển đánh bắt đúng quy định. Những tàu do cố tình ngắt kết nối đều bị xử phạt đúng quy định. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính 3 chủ tàu, thuyền trưởng với số tiền hơn 57 triệu đồng.